Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta đi vào một trong cái phần rất là hay trong cái vấn đề về cắp cắt, đó là tôi sẽ tạo cho các bạn một cái hiệu ứng mà nó liên quan đến phim, liên quan đến intro và có thể liên quan đến một số cái liên quan đến về cái giới thiệu về sản phẩm mà các bạn sẽ thấy rằng nó phù hợp thì các bạn sẽ đưa vào. Ok, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng làm cho chữ phát sáng. Và các bạn có thể kết hợp với rất là nhiều những cái yếu tố tầng sau, có thể là video để làm ra những cái video clip nó ấn tượng hơn. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Việc đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình một cái grid project. Theo thông lệ bình thường thì các bạn nhớ cho tôi là khi mà vào trong đây thì các bạn sẽ tạo cho tôi một cái ví dụ như là làm hiệu ứng ánh sáng. Ok. Sau khi đã tạo hiệu ứng ánh sáng xong thì bạn chuẩn bị cho tôi một cái phần download. Chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng, đây là quả cầu tôi download ở trên mạng. Ok, các bạn có thể lên những cái đường link, rất là nhiều đường link, có thể là cho các bạn những cái video free để các bạn có thể làm tập luyện với những giá trị này khi các bạn làm về cắt. Ok, lúc này sau khi đưa vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta ấn vào play và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình quả địa cầu nó quay, và nó thường thường sẽ liên quan đến việc intro giới thiệu cho một cái công ty, một cái chương trình hoặc là một cái thương hiệu nào đó mà bạn thấy rằng nó có tầm vươn tầm thế giới chẳng hạn như thế này thì ok, thì bạn có thể tải về thôi, bởi vì đấy là ý nghĩa nha. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là bạn add nó luôn xuống cái vị trí dưới của cái phần timeline của cái cắp cắt đó, và bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra phần ratio. Tôi sẽ chọn là 16:9 và sau đó thì các bạn sẽ thu nhỏ lại cái màn hình bằng Ctrl, chúng ta giữ phím Ctrl mà dùng con lăn nhé, thì nó sẽ nhỏ lại thì chúng ta nhìn dễ hơn. Bước số 2 là các bạn chuẩn bị cho tôi một cái text, và cái text này rất là quan trọng nên là các bạn sẽ chọn vào text đây, và bạn khi text tích tích vào đây thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn có thể kéo về đầu tiên, bởi vì tôi muốn áp dụng cái tách từ ban đầu luôn, nên là tất nhiên quy trình chuyển động thì nó sẽ có rất nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta sẽ áp luôn từ tách từ ban đầu. Các bạn nhớ cho tôi là bỏ cái thuộc tính này đi, thì khi chúng ta sẽ ấn vào đây thì tự khắc nó sẽ áp ra được chưa. Rồi, sau khi đã làm ra một cái biểu tượng tách xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tách nó khá là dày, và phần thứ hai nữa là các bạn có thể đánh một cái thương hiệu, ví dụ như là tôi thì sẽ đánh là DJAZ. Ok, và sau khi đã chọn vào DJAZ xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ, ví dụ tôi chọn là phông chữ nó dày, và chúng ta có thể đánh một cái biểu tượng hoàn toàn chữ in hoa. Ok, và sau khi đã chọn xong cái vị trí này thì các bạn có thể cho nó to ra để nó phù hợp với giá trị mà các bạn mong muốn, được chưa? Đó, rồi. Bây giờ thì việc còn lại là chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt cộng để nó phóng to lên cái màn hình cho các bạn nha. Chúng ta có thể kéo rộng cái khung hình ra để cho nó dễ nhìn hơn. Nó rất là đơn giản như vậy. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ kéo dài cái đoạn text từ trái qua phải, và chúng ta sẽ nhìn thấy đây là chuyển động. Và cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ sử dụng những hiệu ứng như sau. Thì ở đây các bạn nhớ là trong cái phần chuyển động của cắp cắt nó có phần animation, và trong cái phần text của animation thì nó sẽ có cái thuộc tính như sau cho các bạn. Các bạn có thể lăn chuột xuống và xem đây là những cái hiệu ứng này đó, và bạn thấy hiệu ứng nào nó phù hợp thì bạn sẽ chọn cho nó đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi một lần lượt một nha. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào một số cái hiệu ứng. Trong text thì nó có nhiều hiệu ứng hay, các bạn có thể tự chọn. Chúng ta sẽ lăn chuột xuống đấy, nhìn chưa, đây là những cái text mà chúng ta có sẵn nha. Đấy, chúng ta lăn chuột xuống. Rồi, chúng ta cứ tìm thôi, một lúc sau thì nó sẽ ra, và chúng ta kéo xuống để. Rồi, chuyển động từ trái qua phải, chuyển động từ phải qua trái. Bản Pro thì nó sẽ có nhiều hơn nhé, các bạn nhớ nhé. Chia sẻ các bạn luôn, bản Pro nó sẽ có nhiều cái hiệu ứng hay hơn. Còn đây là bản mà miễn phí nên là tạm thời là chúng ta sẽ hiểu bản chất nó sẽ như thế này. Ok, chúng ta sẽ chuyển động vào. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là một trong những cái chuyển động mà chúng ta có thể chọn này. Đó, rất hay.
Đó, tôi tích vào một cái thì ngay lập tức cái biểu tượng của chúng ta là nó sẽ có chuyển động, của tôi tích vào đây một cái nhé. Đó, chuyển động rất là nhanh. Mà các bạn muốn là chuyển động nó chậm hơn thì các bạn sẽ tích cái tạm dừng lại. Thì trong cái phần này nó có phần duration chính là 0.5 giây, thì các bạn muốn rằng cái giá trị này nó sẽ lên đến bao nhiêu. Ví dụ 0 này, 0.5 1 giây này. Đấy, 1 giây nó sẽ như này và chúng ta có thể xem thử trước. Ok. Đấy, và chúng ta có thể chọn vào lựa chọn tiếp theo là có thể chọn vào khoảng 5 giây thì nó sẽ như này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi mà đã lựa chọn xong này thì bạn nên cho nó thời gian, một cái thời gian nghỉ, sau đó thì bạn sẽ chọn cho nó out ra, in là vào và out là ra, lot là giá trị vừa in vừa out, các bạn có thể chọn mà có nghĩa là vừa vừa xuất hiện xong lại vừa biến mất. Ok, các bạn có thể làm như vậy, out. Và các bạn có thể áp dụng cho rất là nhiều cái yếu tố nhưng mà nó phải là text thì nó mới được nhá. Và nếu mà bạn nào mà có thể sử dụng thêm nhiều cái phần mềm khác thì cũng được thôi. Ok, thì lúc này tôi sẽ chọn vào kéo xuống dưới, chúng ta sẽ lăn chuột, chúng ta kiểm tra xem là có một vài cái hiệu ứng blue led. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn xem là có cái nào nó out ra. Ok, chúng ta lăn chuột xuống, white. Đó, à, các bạn nếu mà thấy là cái white line này nó hay thì các bạn có thể sử dụng. Còn các bạn có thể sử dụng thêm đây cái white line này thì mình sẽ để lại white led. Ok, và lúc này thì sau khi mà các bạn có thể chọn vào white line như này rồi white led như này này. Đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho tôi là khi mà bạn tích vào đây một cái thì ngay tức là chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng hiệu ứng bên tay phải và chúng ta sẽ xem kỹ lại cái chuyển động của chúng ta, thì cái này cũng đang là bao nhiêu giây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí là đây 0.5 giây đây. Các bạn sẽ chọn copy để cho nó đều nhau thì các bạn có thể chọn vào đây. Ok, Ctrl C cho tôi paste vào đây và tự kéo cũng được nha, các bạn nhớ nhé, enter. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng của chúng ta nó đi từ trái qua phải như thế này. Đây. Chúng ta sẽ xem là chuyển động rất là đẹp. Sau đó thì khi chạy đến đây thì nó sẽ làm sao, nó sẽ chạy tiếp theo như này. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn theo cái hiệu ứng của mình thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ xem là xem nó còn có cái hiệu ứng nào nó tốt hơn không. Đó, rồi kéo xuống và các bạn di qua thì các bạn sẽ nhìn được cái hiệu ứng của nó thôi nhá. Đó, rất là đơn giản là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đây white. Đó, nằm chuột xuống. Đây, mọi người có thể nhìn được cái biểu tượng hình của chúng ta khi xuất hiện. Đây là ao, các bạn nhớ nhé. Mất từ trái qua phải. Đây, tôi nghĩ rằng cái hiệu ứng này sẽ tốt hơn. Tôi sẽ thích vào đây thì nó sẽ mềm hơn. Đó, trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Rồi vậy thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng hai loại hiệu ứng out là chúng ta sẽ chọn vào cái blue led và thứ hai là chúng ta sẽ chọn vào in thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là set right. Đó, và sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái khoảng cách này để muốn mà nó nhanh, ví dụ như nó thời gian nghỉ cho nó từ đây này. Các bạn nhìn chưa? Bạn tích vào đây cho tôi và tôi sẽ thu nhỏ cái hình này lại cho các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ tích vào đây và tôi đánh cái này nó chỉ là chỉ 5 thôi. Chúng ta sẽ cho 5 giây cho nó đều nhau. Bên này tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ chọn cho nó 5 giây. Ok, và sau khi tôi đã có 5 giây xong thì các bạn tích vào đây cho tôi nhé. Nhìn này. Đó, và chúng ta sẽ giữ shift cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ví dụ chúng ta chỉ cho nó đến đây thôi thì chúng ta sẽ cầm cả cái này chúng ta kéo vào đây. Thì tất nhiên là cái khoảng không là nó sẽ rất là nhanh. Các bạn nhìn chưa? Đó, và chúng ta sẽ xem lại chuyển động. Đó. Nếu mà các bạn thấy chậm thì các bạn có thể sử dụng những cái chiêu thức khác.
Rồi, bước thứ hai là các bạn thấy rằng là cái video của chúng ta nó biến mất và nó để lại như thế này. Mà được rồi, mà bạn muốn cho nó nghỉ một tí thì tôi sẽ đến đây. Ok, và lúc này thì cái biểu tượng của cái hình này của các bạn thì các bạn có thể chỉnh lại bằng cách là chúng ta chọn vào animation và chúng ta chọn một cái này giới chỉ là rơi tầm khoảng 3 giây thôi. Bởi vì 5 giây thì có thể là hơi bị lâu. Chúng ta sẽ đợi chọn vào 2 và chúng ta chọn vào 3 giây. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi ở trong cái hiệu ứng thì nó sẽ có một cái hiệu ứng effect. Ở trong hiệu ứng effect thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó sẽ có một cái line effect. Thì cái line effect nó sẽ có hiệu ứng khá là đẹp. Các bạn có thể lăn chuột và chúng ta tìm đến một cái biểu tượng. Có nghĩa là giống như sự tỏa sáng ra đấy, thì chúng ta sẽ cầm biểu tượng này. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu nữa. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu nữa. Nó sẽ có cái hiệu ứng cho các bạn. Rồi, đây. Các bạn nhớ tên cho tôi nha. Ok, và sau khi mà chúng ta chọn về hiệu ứng này thì chúng ta sẽ đặt vị trí này lên ở vị trí trên đầu của chúng ta, ở vị trí của cái đường này của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhìn này, lúc này tôi sẽ cầm tôi kéo ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta khi mà chạy từ trái qua phải này nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Đó. Và đến đây thì các bạn sẽ nhìn sao. Vậy thì một trong những cái hiệu ứng thì các bạn nhớ cho tôi nè. Cái hiệu ứng này, rồi cái đối tượng này, cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ làm bằng kiểu gì? Và chúng ta sẽ chọn vào đây là kéo xa hết hay như thế nào? Thì bạn nhớ nha, khi chọn vào đây thì các bạn sẽ ngồi bạn chỉnh cho tôi cái hiệu ứng bằng cách bạn tích vào đây cho tôi. Được chưa? Hiệu ứng này nó có độ lan tỏa nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái vấn đề của các bạn đây. Rồi sau khi đã làm xong thì tôi khuyên các bạn hãy cho nhân bản lên một đối tượng của phía trên là Ctrl C, Ctrl F và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau là Ctrl C, quên mất Ctrl C và Ctrl V và chúng ta đẩy lên trên đầu cùng. Cái đẩy lên trên cùng này để nhằm mục đích là gì? Khi mà bạn chọn vào đây thì cái hiệu ứng ở đối tượng này của chúng ta thì chúng ta có thể làm mất hiệu ứng hoặc như thế nào đó tùy các bạn. Nhưng ở đây thì tôi sẽ thay đổi một cái màu, nó sẽ tương ứng với một giá trị đó là một màu cam. Đó. Và khi mà chọn vào màu cam xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái hiệu ứng của đối tượng này nó cũng sẽ ám vàng. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy, thấy chưa? Ok. Rồi, và tiếp theo là cái hiệu ứng này của chúng ta thì nó đã có là số 80 mấy rồi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí này. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Rồi tiếp theo là các bạn nhớ cho tôi là sau khi chọn xong thì bạn có thể chọn cho tôi những cái hiệu ứng như là viền của nó sẽ là cái gì. Ví dụ có nhiều người thích là cái viền bóng của nó sẽ là viền nó hơi hơi phát sáng theo kiểu màu vàng. Hay là viền phát sáng theo màu gì đó tùy theo tính chất của các bạn thì các bạn có thể chọn vào đây. Sau khi đã lựa chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ chọn vào kéo xuống đây. Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn cho nó một cái màu vàng. Đó. Các bạn có thể lựa chọn như thế này để thứ nhất là cái hình ở phía dưới của chúng ta và chúng ta có thể chọn lựa cái hình phía dưới chúng ta nó sẽ được như này, và thậm chí là nếu mà bạn không thích cái màu dưới nó phát quang theo kiểu đấy thì chúng ta cầm đối tượng này chúng ta kéo lên này, nhìn chưa, thì cái lan tỏa của phát sáng của các bạn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nó không còn là màu trắng nữa bởi vì cái dưới của chúng ta đang là màu trắng đó, các bạn nhìn chưa. Rồi ok, và chúng ta kéo xuống dưới thì nó sẽ được nhảy. Đây ạ, chúng ta sẽ kéo xuống dưới nhá. Được chưa? Rồi, cái phần này phía dưới của các bạn thì tôi sẽ chọn lăn chuột xuống và tôi cũng thay đổi một chút xíu. Cái màu này thì tôi sẽ chọn cho nó không phải màu trắng nữa. Màu sẽ liên quan đến hơi vàng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu này của chúng ta nó sẽ có chuyển độ từ đậm sang nhạt. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính nhá. Cái thuộc tính này rất quan trọng thì các bạn có thể chọn cho tôi cái vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3. Và tôi sẽ convert toàn bộ tất cả các đối tượng này trở thành một movie clip. Và movie clip thì các bạn sẽ nhìn thấy đây chúng ta sẽ có một cái lệnh là angle. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này thì chúng ta sẽ chuyển động. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, và chúng ta sẽ thử chuyển động lại. Rồi, đã là một movie clip thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ có thể cắt ngắn đây để cho các bạn nhìn dễ hơn. Thì tôi sẽ tích vào đây một cái thì tự khắc bên phải biến mất. Và phần thứ hai nữa, khi tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái speed là tốc độ.
Có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng cho cái tốc độ của cái chuyển động này của chúng ta nó như thế này. Đó, áp dụng từ tốc độ bằng cách nào thì các bạn sẽ chọn vào đây, thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là cover và chúng ta sẽ chọn vào nõm xuống hay nổi lên. Ví dụ chúng ta sẽ cho nõm xuống thì nó sẽ như này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Được chưa? Và khi mà chuyển động như này thì buộc là cái phần phía trên của các bạn cũng mang tính chất giống như cái hiệu ứng của chúng ta thôi, chúng ta cũng áp dụng như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn cho các bạn luôn. Còn nếu không thì bạn có thể để vào căn chuẩn Z như này, nhớ nhá. Nào, chúng ta sẽ chuyển động lại. Cả nước mình sẽ nhìn thấy là trong cái phần chữ của chúng ta nó sẽ có chuyển động, và tất nhiên khi đi chuyển động xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ gặp nhau một chỗ và chúng ta sẽ mở đi. Ok, và cái phần này sau khi làm xong thì các bạn nhìn này, chuyển động của chúng ta nó muốn tạo nó tốt hơn nữa thì các bạn có thể chọn cho tôi một biểu tượng thêm một lần nữa cũng được. Ví dụ khi mà bạn tích vào đây, bạn kéo thẳng trực tiếp xuống đây cho tôi thì cái biểu tượng hình này nó sẽ áp dụng cho cả cái bản đồ thì trông nó cũng sẽ rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là trong cái câu chuyện này thì các bạn nhớ cho tôi là hãy làm cho nó làm sao? Chữ phần phía trên thì nó sẽ phần là nó sẽ tôi sẽ cầm tôi kéo xuống phần phía dưới. Có nghĩa là bản chất thì khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể làm được những cái biểu tượng là ánh sáng nó sẽ đẹp hơn. Đó, bạn nhìn chưa? Rồi, vừa còn cái phần ánh sáng trên của chúng ta thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ cầm biểu tượng của cái hình là animation của chúng ta. Chúng ta áp dụng cho nó được không ạ? Chúng ta áp dụng cho nó từ từ giá trị khi đưa vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Cái hiệu ứng ánh sáng của chúng ta nó sẽ là một màu màu vàng. Được chưa? Rồi, vậy thì cái phần phía dưới này của các bạn đã làm xong. Sau khi làm xong mà bạn muốn cho nó mượt mà thì bạn có thể ghép lại với nhau. Và tất nhiên trong cái phần là clip của chúng ta nó có một cái hiệu ứng rất hay nữa là cái phần video của các bạn nó sẽ có phần motion blur. Có nghĩa là khi mà tạo ra như này thì trông nó độ mượt mà và độ nhòe khi chuyển động nó cũng đẹp đẹp hơn, thì các bạn sẽ chọn motion cho tôi. Và trong phần motion thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái phần blend này đẩy lên phần phía trên. Rồi cái này thì chúng ta giảm xuống một chút xíu. Và cái này thì chúng ta sẽ áp dụng cả hai đầu. Cái này thì chúng ta sẽ tăng tốc độ 4. Có nghĩa là tăng tốc độ 4 thì nó sẽ chuyển động, nó sẽ chạy theo cái hình của các bạn và làm cho đối tượng nhòe đi. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí hình này của chúng ta đã mang đầy đủ tính chất của video, và lúc này thì chúng ta sẽ xem lại những cái kết quả của chúng ta thôi. Các bạn nhìn nhá. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Video của chúng ta như thế này. Ok. Đây là một trong những cái video intro giới thiệu về cái sản phẩm. Có thể là về công ty giới thiệu về sản phẩm, về cái thương hiệu mà các bạn mong muốn. Và nó là màn mở đầu cho cái việc mà thiết kế một cái clip nào đó chuyển động. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng video clip này nó sẽ có ích cho các bạn về làm công việc của các bạn trong tương lai. Và phần thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn làm những video ấn tượng hơn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip cho lần sau. Nhớ là ấn vào nút đăng ký, subscribe và ấn vào rung chuông để không bỏ lỡ những video clip cho lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.